Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư Chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh Ichimoku Triển Phát Cũng như quay trở lại cái video phân tích mã cổ phiếu của em Lâm Trước khi bước vào nội dung chính của ngày hôm nay Mọi người nhớ để lại cho em Lâm những lượt like Lượt đăng ký kênh cũng như thả giúp cho em Lâm những trái tim trong phần bình luận Để tăng cái độ tương tác của video ngày hôm nay anh chị Thì hôm nay em Lâm mang đến cho anh chị một cái mã cổ phiếu là ACV Một cái mã cổ phiếu cũng thuộc nhóm ngành hàng không Cả hàng không Việt Nam anh chị trước tiên thì em Lâm cũng đi sơ lược qua cái phiên giao dịch ngày thứ sáu anh chị là một cái phiên giao dịch khá là Thực lượng anh chị toàn một sắc đỏ trên thị trường của chúng ta khá là nhiều và chỉ số vn index của chúng ta là giảm 9.66 điểm ở 1264.78 giảm 0.76% nhưng phiên ngày thứ sáu thì cái biên độ dao động của nó là gần 20 điểm anh chị chính xác là 19 điểm 94 áp lực của index của chúng ta rất là nhiều cũng may mắn là phiên ngày thứ sáu vừa rồi thì có nhóm ngành ngân hàng tác động tới thị trường và giữ được cho chỉ số index của chúng ta không giảm sâu hơn anh chị đó cũng là một điều may mắn và một điều cũng không vui nữa là nhóm ngành bất động sản thì bắt đầu có những cái áp lực và tiếp tục tìm những cái vùng đáy giữ ích. thì ngoài ra thì các mã cổ phiếu khác đều có những dấu hiệu là bị giảm điểm giống như là thị trường chung hơn chị và ACB cũng là một cái mã cổ phiếu không ngoại lệ thì ACB đâu đó đã lên được cái vùng 1337 và bây giờ đang chiết khấu khá là nhiều anh chị Nhìn thấy rung lắc bắt đầu là xuống tới vùng này 20 phần trăm nhưng riêng ACV thì phải xuống cái vùng 100 trước mắt thì bắt đầu là xuống cái vùng 109 thì đang có lực cầu vô nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều thông tin không tốt tới thị trường của chúng ta thì đâu đó thị trường chúng ta trong phiên ngày thứ hai cũng như thứ ba sẽ có những cái nhịp rung lắc và không chỉ ACV và các mã cổ phiếu khác sẽ có tiếp tục những cái vùng giá giảm điểm hôm nay thì ACV bắt đầu rồi giữ được vùng giá ngay cái vùng khách sạn luôn chị các sạc 109 thì xuống nhúng xuống xíu anh chị 108.9 chưa phá vùng cái sạc thì đâu đó ở vùng 109 này anh chị có thể tham gia với tỷ trọng là 30 phần anh chị và càng gần cái vùng 100 ở dưới đây thì anh chị mình càng tăng tỷ trọng thì em thì em chỉ làm ba thôi có những cái nhịp rút trên xuống 105 này anh chị ở đây 30 phần trăm xuống 105 35 phần trăm nếu mà càng gần cái vùng 100.1 thì anh chị mình tham gia 35 phần trăm còn lại là tổng là 100 phần trăm đối với ACV thì trong cái khung đồ thị ngắn hạn thì bắt đầu đang cái đà tăng của nó không đa đà giảm dạng của nó không còn nhiều nữa anh chị đang có dấu hiệu là hai kiếm đang tách ra rồi thì và chính thức là ACB bước qua một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn anh chị để khôi phục lên liền thì chưa đâu anh chị cũng phải chung giống chung như là thị trường của chúng ta thôi cần phải tích lũy và mới khôi khôi phục lên được thì đâu đó thì cũng cần phải trong tháng 8, tuần thứ hai tuần thứ ba tháng 8 thì thì ACV này nó mới khôi phục lên được các cái vùng định ở phía trên anh chị mục tiêu thì vẫn ở phía trên còn anh chị mua thì cắt lỗ ở dưới đây vùng dưới đây thôi anh chị mất cái vùng trăm mất 95.5 thì anh chị mình cắt lỗ anh chị mua thì từ 100 cho đến vùng hiện tại 109 anh chị chia ra thì cái vốn chia thì em Lâm cũng đưa ra cho anh chị rồi hiện tại thì cái vùng 100 cũng là một cái vùng hỗ trợ trong trung hạn trung hạn thì là anh chị có thể thấy rằng cái vùng 99.45 thì em đã là 100 cho nó tròn anh chị cái vùng đó thì cũng là một cái vùng hỗ trợ trong cái khung dài hạn luôn về trong trung hạn thì ACB là một cái mã cổ phiếu là thuộc xu hướng tăng anh chị thì đang đi tích lũy thôi khi khách sạn mở ra và tăng khá là nhiều thì nó cần phải quay về cái vùng cân bằng của nó trước khi nó quay về cái đà tăng còn trong khung đồ thị nhỏ hơn thì là một xu hướng giảm nữa anh chị thì cái vùng giá 100 sẽ không có xa đối với anh chị đâu anh chị mình có thể tham gia từ 109 tới 100 thì hy vọng là cái mã ACV này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cũng như là tích cực cho anh chị về tài khoản màu xanh trong các cái phiên giao dịch sắp tới đặc biệt là trong tháng 8 anh chị nếu anh chị mà có lợi nhuận đối với ACV thì anh chị có thể quay lại cái video ngày hôm nay thể giúp cho em Lâm những trái tim cũng như là anh chị có thể liên hệ với em Lâm thông qua số điện thoại trên màn hình để em Lâm có thể là hỗ trợ anh chị trong các phiên giao dịch sắp tới cũng như là anh chị chưa có người đồng hành thì có thể là về với đội của em Long anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với em Long hả anh chị cảm ơn anh chị rất nhiều chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và một tuần mới đầy thành công hẹn gặp anh chị lại trong các cái phiên các cái video tiếp theo anh chị chào tạm biệt anh chị